Trang điểm rồi. Vậy người bên ngoài làm sao để tìm ra hắn? Nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ chỗ này. Vâng. Sư tỷ, hắn chết rồi. Ta biết rồi. Đồ xấu xa, thượng quan Hoại. Rút. Đồ xấu xa, thượng quan Hoại. Đồ xấu xa. Đồ xấu xa, huynh tỉnh lại đi. Thế nào rồi? Đồ xấu xa, thượng quan Hoại, huynh mau tỉnh lại đi. Thiếu gia.
cậu ta bị thương không nhẹ đâu. Nhanh chóng đưa cậu ta về đi. Được. Nào, chậm thôi. Sư huynh, ta không sao. Sư huynh, đỡ ta dậy. Chúng ta đi. Cẩn thận. Không sao. Đi. Đại sư huynh, đại sư huynh. Sư muội, muội không sao chứ? Muội không sao cả. Chỉ là Đoạn sư huynh. Không sao. Chỉ là mất đi một cánh tay mà thôi. Chỉ cần sư muội không sao là được. Vậy Lãnh Liên thì sao? Hắn đã bị người khác giết rồi. Nếu việc của Lãnh Liên đã kết thúc, cũng là lúc chúng ta quay về rồi. Đi với ta. Sư huynh. Sư huynh. Đoạn sư huynh vì muội mà đứt một cánh tay. Bây giờ huynh ấy là lúc cần người chăm sóc. Sao muội có thể bỏ huynh ấy không chăm sóc, một mình rời đi chứ? Đứt thì đã đứt rồi. Muội ở lại bên hắn, cánh tay của hắn có thể mọc ra sao? Họ Lãnh kia, người có phần quá vô tình rồi đấy. Sư muội, không cần cùng những người này dây dưa cùng một chỗ. Chúng ta đi. Sư huynh, huynh quay về trước đi. Đợi sau khi muội chăm sóc tốt cho Đoạn sư huynh, tự muội sẽ quay về nói rõ với sư phụ sư nương. Muội với Đoạn sư huynh sớm đã hứa chuyện cả đời rồi. Từ hôm nay, muội một bước cũng không rời khỏi huynh ấy đâu. Sư muội, nếu muội khăng khăng như vậy, ta chỉ có thể cưỡng ép dẫn muội rời đi. Đứng lại, đứng lại. Lãnh sư muội, bây giờ ta đã thành phế nhân. Muội, đi đi. Sư huynh, đi. Sư huynh, sư huynh. Lãnh sư muội, vì để hóa giải ân oán giữa hai phái, hôm nay ta không thể dẫn muội đi. Sẽ có một ngày, ta sẽ từ Thiên Long Môn quang minh chính đại dẫn muội rời đi. Đại nhân, Hoa Yêu Bán Chi Liên đã chết, nhiệm vụ của Thiên Hữu đã thất bại. Thượng Quan Hoại đã được người của Lý Mạn Thanh cứu đi rồi. Vậy bản đồ kho báu đâu? Chúng ta đã tìm trong hang động, không hề phát hiện bản đồ giấu kho báu. Được lắm, Lý Mạn Thanh. Con nghé này, người bảo vệ rồi. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào? Lần này, Thiên Hữu nhất định phải chịu trừng phạt. Không chết thì tàn phế, nhưng cũng tốt. Chúng ta bớt đi được một đối thủ cạnh tranh. Đáng tiếc duy nhất là chúng ta bỏ lỡ cơ hội tốt. Nếu Thượng Quan Hoại thực sự vào Lý Phủ, sau này chúng ta muốn động đến hắn sẽ khó rồi. Hàn đại nhân, vậy trước mắt chúng ta nên làm thế nào? Không cần hoảng, chúng ta quay về trước rồi thương nghị tiếp. Vâng. Có tiến triển gì mới không? Nói xem. Bán Chi Liên thất thủ bị giết rồi. Đổ vô dụng, thuộc hạ làm việc không tốt, xin công công trách phạt. Trách phạt thì không cần, quy tắc này người đã biết. Công công, xin cho thuộc hạ một cơ hội nữa. Ngay cả đứng đầu Lục Yêu Côn Châu cũng chết rồi. Xem ra chuyện này ngày càng thú vị rồi. Đồ xấu xa, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi. Nào, đại ca. Được rồi, nếu thiếu công tử đã không có gì đáng ngại, ta thấy chúng ta nghỉ ngơi vài ngày là có thể khởi hành về nhà rồi. Ông là ai vậy? Vị này là Thiết Gia Gia,
Gia Gia lúc còn sống, ông ấy vẫn luôn đi theo Gia Gia, ngay cả phụ thân cũng là ông ấy chăm sóc lớn lên. Lão Nô bái kiến thiếu công tử. Lần này lão Nô đến trước là phụng mệnh của thiếu chủ, đón công tử về nhà. Vị này, ông lão, ta rất cảm ơn ông cứu mạng. Nhưng chắc chắn ông nhầm rồi. Thượng quan Hoại ta từ nhỏ đã không có phụ thân, càng không có khả năng là hậu nhân của Lý gia gì đó. Các người vẫn nên quay về đi. Thiếu công tử, quay về đi. Đại ca, Lý công tử, Thiết gia gia, các người vẫn nên quay về trước đi. Được rồi. Đồ xấu xa, muội biết trong lòng huynh khó chịu, nhưng họ cũng là có lòng tốt. Muội là có chuyện gì cũng không biết. Đúng rồi, muội có biết Đoạn Thiên Thụy họ ở đâu không? Hình như họ cũng bị trọng thương. Không tồi nhá. Bây giờ biết muội có ích rồi đúng không? Muội biết họ ở đâu, muội dẫn huynh đi. Được. Thiết Gia Gia, ngồi xuống uống chén trà đi. Được. Cảm ơn. Thực ra có một chuyện con vẫn luôn muốn hỏi người. Con nói đi. Phụ thân con những trưởng bối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao con có một ca ca cùng cha khác mẹ? Công tử, có phải con là do công chúa phái đến tìm Lý Hoại không? Vậy con nghĩ thế nào? Theo lời của con, có người này tồn tại không không quan trọng như vậy. Chỉ là mẫu thân của con. Những năm nay, vẫn luôn nghe mẫu thân của con nhắc đến người này. Có lúc con nghĩ, nếu thực sự có một ca ca như vậy hoặc là đệ đệ, cũng rất tốt. Ít nhất áp lực của con sẽ không lớn như vậy. Lần này con lén hút ra ngoài để tìm tung tích của huynh ấy, cũng là muốn biết rốt cuộc huynh ấy là người như thế nào. Thông qua vài ngày tiếp xúc với huynh ấy, huynh ấy chính trực, lương thiện, dũng cảm, cơ trí. Nếu con thực sự có một ca ca như vậy, con nghĩ con đồng ý chia sẻ với huynh ấy tất cả những gì con có. Công tử, con thực sự trưởng thành rồi. Nếu thực sự như con nói, ta nghĩ thiếu chủ nhất định sẽ rất vui mừng. Việc không thể chậm trễ, ngày mai chúng ta dẫn công tử hồi phủ, thế nào? Được, chỉ có điều con vẫn còn một người bạn chưa cáo biệt. Người đi trước, chúng ta gặp lại ở kinh thành. Được. Mời. Mời hai vị ngồi. Được. Đoạn huynh, cánh tay của huynh không sao chứ? Không sao, từ từ sẽ quen thôi. Ngược lại là thượng quan huynh, vết thương của huynh thế nào rồi? Ta không sao, con người ta không dễ chết thế đâu. Cũng phải, có vị cô nương này quan tâm chăm sóc, chắc cũng không sao rồi. Đúng rồi, lãnh cô nương đâu? Ô Kim Phái và Thiên Long Môn kết oán đã lâu. Chuyện của lãnh sư muội và ta, Thiên Long Môn họ sẽ không dễ dàng đồng ý đâu. Tuy ta có lòng muốn dẫn sư muội đi, nhưng như vậy sẽ chỉ càng khiến ân oán của hai phái ngày càng sâu thêm. Xét theo đó, ta chỉ có thể buông xuống nữ nhi tỉnh trường trong lòng trước, rồi tính kế lâu dài vậy. Vậy bây giờ cô ấy ở đâu? Bị sư huynh lãnh ngạo cưỡng ép dẫn đi rồi. Thực ra ta sớm đã nhìn ra hành vi của lãnh ngạo đó. Nhưng huynh yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách đem lãnh sư muội của huynh mang về bên cạnh huynh. Ta biết thượng quan huynh có năng lực phi phàm, nhưng thượng quan huynh thực sự có thể giúp ta dẫn lãnh nhi quay về sao? Đến lúc đó huynh sẽ biết. Nếu ta cũng nghe thấy hết rồi, vậy cũng tính cả Phương Khả muội nữa. Muội thì thôi đi. Đồ xấu xa, huynh không tin tưởng muội. Ta nói sai sao? Muội không làm liên lụy đến người ta đã là rất tốt rồi đấy. Huynh nói gì vậy? Nếu có một ngày đáng ghét, ta và sư muội có thể sống với nhau như hai vị, Đoạn Thiên Thụy ta nhất định không hối tiếc. Đi qua xem, bà con ơi, qua đây xem đi.
Nhanh đến xem, nhanh đến xem. Thưa bà con, nhanh đến xem. Phép thuật của chúng tôi rất lợi hại đấy. Biến đổi người sống. Biến đổi người sống. Biến thành không thấy. Nhanh lên. Lộ một tay, lộ một tay. Đi xem. Mấy vị thiếu hiệp có muốn thưởng thức một chút phép thuật biến đổi người sống của Tây vực chúng tôi không? Rất đặc sắc đấy. Không hứng thú. Nếu biến không tốt, đưa cho người 3 đĩnh bạc. Thế nào? Không sai. 3 đĩnh bạc đấy. Không hứng thú. Đi. Thử xem đi. Thế nào? Thử xem có được không? Sư huynh của cô đang đợi cô. Nhanh đến xem biến đổi người sống. Được, được, được. Sư muội, cô nương nhanh mời vào. Sư muội. Được. Xoay đi. Xoay, xoay. Xoay, xoay. Các vị quan chúng. Không còn rồi. Không còn người nữa. Không thấy nữa. Cảm ơn, cảm ơn. Đa tạ, đa tạ. Thế nào, sao nào? Là ngươi. Không tiến. Đi mạnh giỏi nhá. Thả ta ra, thả ta ra. Mở cửa, mở cửa. Sư huynh, sư huynh, sư muội, tay huynh không sao, đều là vì muội. Sư muội, chỉ cần được ở cùng muội, chỉ là một cánh tay, chẳng là gì cả. Sư huynh, vậy hai vị định thế nào? Có đoạn sư huynh ở đây, đi đâu cũng giống nhau thôi. Từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên ở Thiên Sơn, muốn đi tiếp phía Nam đến Giang Nam xem sao. Được thôi, vậy hai người tự bảo trọng nhé. Mau đi đi. Lý huynh, sau này gặp lại, sau này gặp lại. Mau đi đi, tránh lại bị bắt lại. Đi thôi. Ngưỡng mộ bọn họ quá. Có thể ở bên người mình yêu, trượng kiếm mọi chân trời. Đột nhiên ta cũng muốn có người yêu quá. Làm gì vậy? Ta còn muốn hỏi muội làm gì đấy. Muội mặc đẹp như thế này, thích hợp nhất là đi tìm nam nhân đó của muội đấy. Huynh, huynh đừng chạy. Hoại phôi tử, huynh đứng lại cho ta. Đứng lại. Đứng lại, hoại phôi tử. Tình đến mà không hay biết, nháy mắt cái đã đậm sâu. Bán Chi Liên và Đoạn Thiên Thụy lại có thể vì tình mà chết, vì tình mà bị thương. Nhưng rốt cuộc đây là chuyện gì? Muội cũng không thể hiểu được. Sư tỷ, tỷ đã hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta trở về Nguyệt Thần Cung hay là cũng nên trở về rồi? Làm gì vậy? Thượng quan Hoại, giao sư muội ta ra đây. Sư muội người mất tích rồi, vậy mau đi tìm đi. Tìm ta làm gì? Người bớt phí lời cho ta. Hôm nay nếu người không giao ra đây, đừng hòng rời khỏi đây. Người có bị điếc không vậy? Xem ra ta phải nói lại lần nữa, sư muội người không có ở đây, tin hay không tùy ngươi. Ngươi còn giảo hoạt. Ngươi. Cảm ơn. Sao ông còn chưa đi nữa? Lão nô nhất định phải đưa công tử trở về. Nhìn bên kia kìa.
Lại là ông. Cậu tỉnh rồi. Ông đưa tôi đi đâu vậy? Chúng ta đang về Lý Phủ ở Kinh Thành. Ta nói là ta không đi mà. Dừng xe đi. Công tử, hôm nay ta nhất định phải đưa cậu về. Đúng là đáng tiếc, Lý Chính Cháu hiển đức lại đi nhanh như vậy. Hai chúng ta còn chưa uống ly rượu cùng nhau nữa. Không sao, sau này nếu Phương lão gia đi Kinh Thành, Lý Chính nhất định đưa ngài đi uống 3 ngày luôn. Được, hảo khí, ta rất thích người giống như Lý Chính hiển đức đây. Cha nào con nấy mà. Nhớ năm đó ông con Lý Tầm Hoan, ông ấy cũng thật là một thanh phi đao là đoạt được thiên hạ. Đúng là tinh thần nghĩa hiệp, được người người kính phục. Cha con Lý Mạn Thanh đúng là sinh ra đã xanh rồi. Năm đó ông ấy vượt qua cao thủ đệ nhất võ lâm Tiết Thanh Bích. Trận đó đúng là đánh đến kinh thiên động địa, mặt trời mặt trăng cũng không sánh bằng. Nghe nói trận đó đánh 3 ngày 3 đêm mới phân cao thấp. Vẫn là phi đao Lý gia vượt hơn một bậc. Sau đó cha con Lý Mạn Thanh đúng là vang danh khắp thiên hạ, tiếng tăm không hề kém Lý Tầm Hoan đâu. Đa tạ Phương gia gia khoa trương. Thầy gia phụ cảm ơn ngài. Khách sáo rồi, uống trà đi. Cũng không biết Tượng Quan Hoại cái đồ xấu xa đó lại chạy đi đâu rồi. Đúng là đáng chết, bây giờ đi đâu cũng không dắt ta đi cùng. Đau, đau quá, đau. Xin lỗi thiếu gia, đừng gọi ta là thiếu gia. Vị đại gia này, vốn là ông cứu tôi một mạng, ta cảm kích khôn nguôi. Nhưng chuyện đi Kinh Thành, ta xin ông đừng làm khó ta, muốn thì ông tự về đi. Thiếu gia, ta biết trong lòng cậu khó chấp nhận được, nhưng cậu quả thực là hậu nhân của Lý gia, đây là sự thực không thể thay đổi. Ta và mẹ ta nương tựa vào nhau bao năm nay, trong ý thức của ta không hề có chữ cha. Hơn nữa, nếu thật là hậu nhân của Lý gia, vậy sao giờ mới đi tìm ta? Nhiều năm như vậy, ông ấy làm gì vậy? Thiếu gia, nếu cậu nói như vậy, cậu sẽ làm thiếu chủ đau lòng đấy. Cậu biết không, mấy năm nay thiếu chủ vất vả tìm mẫu tử cậu, nhưng mẫu thân cậu lại quá cứng rắn. Mỗi lần chúng tôi tìm đến chỗ của hai người thì các người đã âm thầm dọn đi rồi. Cứ vậy chạy rồi đuổi, kéo dài 20 năm. Mau đi. Sao lại đi nữa vậy? Đừng hỏi nhiều, mau đi thôi. Sao lại phải đi nữa ạ? Đừng hỏi nữa, mau đi thôi. Ta không tin muốn tìm một người mà 20 năm cũng không tìm được. Còn nữa, nhiều năm nay ta và mẫu thân luôn bị người ta truy sát, không hề có được một ngày an định. Chuyện này ông ta có biết không? Đúng vậy, mấy năm nay hai người chịu khổ rồi. Chỉ cần cậu về Lý gia với ta, cậu sẽ không phải trải qua những ngày sống vô định như vậy nữa. Còn nữa, trong lòng cậu giờ đang rất nhiều nghi hoặc. Đợi sau khi cậu cùng ta trở về Lý Phủ, cậu đích thân hỏi phụ thân cậu. Ta nghĩ ông ấy sẽ nói hết cho cậu thôi. Ta nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng, nhưng không phải bây giờ. Việc ta muốn làm bây giờ chính là tìm ra hung thủ đã sát hại mẫu thân của ta, báo thù cho mẫu thân của ta. Cậu nói gì? Tìm hung thủ? Dựa vào võ công bây giờ của cậu, cho là cậu tìm ra hung thủ giết mẫu thân cậu, cậu có thể giết chết được bọn chúng không? Cậu nghĩ cho kỹ đi. Thiếu gia, chúng ta làm một giao dịch thế nào? Giao dịch gì? Cậu đồng ý với ta, chỉ cần cậu cùng ta về Lý Phủ, ta hứa với cậu sẽ giúp cậu tìm ra hung thủ giết mẫu thân của cậu. Cho dù ta không đồng ý giao dịch này với ông ấy, em là cũng không thoát khỏi tay của ông ấy. Được, một lời đã định. Một lời đã định. Mời. Lý Chính, Phương cô nương, sao cô lại ở đây? Còn không phải ta tìm khắp nơi không thấy Tượng Quan Hoại sao? Ta cũng không muốn bị cha ta nhốt ở trong phòng, nhưng ta cũng chẳng biết phải đi đâu, liền nghĩ đến đi tìm huynh, đi Kinh Thành chơi một chuyến. Theo tính cách mê chơi như Tượng Quan Hoại, nói không chừng có thể gặp huynh ấy ở Kinh Thành. Sao vậy? Huynh không muốn đưa ta đi cùng sao? Tất nhiên là không phải rồi. Phương cô đương đồng ý đi cùng ta vui còn không kịp nữa là.
Không xong rồi, cha ta đuổi tới rồi, chúng ta mau đi thôi, nhanh. Không cần đuổi nữa. Khả Khả, con cứ to gan mà đi với nó đi, tốt nhất là đừng trở về nữa. Cha sẽ khởi hành đi kinh thành, chào hỏi bên thông gia. Con biết rồi, chúng ta không cần chạy nữa, cứ đi là được rồi, đi thôi. Được. Nếu Thiết Ngân Y đã tìm được Thượng Quan Hoại, vậy tiếp theo phải làm sao đây? Điều này xin công chúa đừng sốt ruột. Nô tài sẽ cẩn trọng đưa ra đối sách, nhất định giúp công chúa trừ đi hậu họa. Cũng may có Cao Công Công giúp đỡ. Mọi chuyện Cao Công Công làm cho bổn công chúa mấy năm nay, ta đều nhớ trong lòng. Công chúa, người nặng lời rồi. Có thể làm việc cho công chúa là phúc phận của nô tài. Công chúa người yên tâm, cái chết của Thượng Quan Hoại chỉ là việc sớm muộn thôi. Có câu này của ngươi, ta yên tâm rồi. Thuộc hạ làm việc không tận lực, xin công công trách phạt. Vậy ngươi nói xem, làm việc không tận lực như thế nào? Thuộc hạ sai ở chỗ lỡ tay giết Thượng Quan Tiên, không bắt được Thượng Quan Hoại, con trai của cô ta, từ đó làm gián đoạn manh mối của bản đồ báu vật quý giá, cũng không giúp công công hoàn thành nhiệm vụ Đức An công chúa giao phó. Đần độn. Cái sai lớn nhất của ngươi chính là để Lý Mạn Thanh tìm được Thượng Quan Hoại. Ngươi có biết Lý Mạn Thanh đó là ai không? Lý Mạn Thanh đó chính là phò mã đương triều, là con của thám hoa Lý Tầm Hoan triều trước. Từ nay về sau, nếu muốn có được manh mối gì của báu vật trên người Thượng Quan Hoại, khó mà nói được. Thuộc hạ đáng chết. Chết. Mạng của ngươi thì đáng giá mấy đồng? Cút đi. Nếu lần sau còn lỡ tay thì tự đoạn luôn đi. Tạ ơn công công đã không giết. Con của Lý Mạn Thanh. Thiếu gia, chúng ta đến rồi, xuống xe đi. Thiếu gia, chúng ta đến rồi, xuống xe đi. Thiếu chủ đang đợi cậu đấy. Thiếu gia. Thiếu gia, đi thôi. Xin mời. Thiếu gia, mời. Thiếu chủ ra rồi kìa. Đến đây. Thiếu chủ. Thiếu gia trở về rồi. Đây là thiện nghi sao? Thiếu gia, đây chính là thiếu chủ. Đây là thiếu phu nhân, công chúa đương triều. Thiện nghi, con về rồi sao? Cuối cùng con cũng về rồi. Ở bên ngoài chịu khổ rồi. Về rồi thì tốt. Thiết thúc, thúc thấy thiếu gia chưa? Thấy rồi, vẫn ở Sơn Thành. Sẽ về nhanh thôi.
Khó lắm tiện nghi mới về nhà. Chúng ta cũng xem như cả nhà đoàn tụ rồi. Người đâu? Lão gia, mau đưa thiếu gia về phòng thay y phục. Vâng. Thiếu gia, mời đi thay y phục. Thiện Nhi, đây chính là phòng của con. Ta hy vọng con sẽ thích. Sau này con sẽ sống ở đây. Đây chính là nhà của con. Các người còn không mau qua gặp thiếu công tử. Kiến quá Lý công tử. Các người mau hầu hạ thiếu công tử thay y phục đi. Vâng, không cần. Ta không thích người khác giúp ta thay đồ đâu. Các người ra ngoài đi. Vâng. Thiện Nhi, ngồi xe mệt nhọc, con nghỉ ngơi trước đi. Mẫu thân, con đã trở về Lý gia rồi. Nhưng đây thật sự là kết quả mà mẫu thân muốn sao? Con có nên ở lại đây không? Thiết Thúc, Thúc mau đi sắp xếp tìm một ngày tốt, sau đó dẫn Lý Hoại đến tế đường tổ tông nhận tổ quy tông, đồng thời chiêu cáo Võ Lâm, nói là Lý gia chúng ta đã tìm được người con trai nữa, đổi tên là Lý Thiện. Đồng thời ta còn phải thông cáo Võ Lâm đến chứng kiến cho Lý gia chúng ta. Vâng. Công chúa. Lý Mạn Thanh, chàng muốn đưa nó vào phủ sống, ta không có ý kiến. Chàng muốn nhận nó là con trai, ta cũng không có ý kiến. Nhưng ta tuyệt đối không đồng ý chàng đưa nó vào tế đường. Chàng đừng quên, ta mới là thê tử chàng chân chính lấy về. Còn cái đứa mà chàng đưa về mãi mãi chỉ là một đứa con hoang không thấy ánh sáng. Công chúa, nàng và ta là phu thê hơn 20 năm, có nhiều chuyện ta không nói ra, nhưng không có nghĩa là ta không biết. Chàng đã biết những gì rồi? Nói đi. Lẽ nào nàng thật sự ép ta nói ra chân tướng sao? Lẽ nào đến chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không màng nữa sao? Giờ đây Tiên Nhi đã chết rồi, rốt cuộc nàng còn muốn thế nào nữa? Chuyện quá khứ ta không muốn nhắc đến nữa. Hiện giờ Lý Mạn Thanh ta chỉ muốn con cháu quấn quýt cùng hưởng thiên luân. Ta mong công chúa đừng lấy đi yêu cầu xa xỉ cuối cùng này của ta. Lý Mạn Thanh, vì chính nhi, vì cái nhà này, chẳng đừng trách ta không niệm tình phu thê. Thank you.
Gần đây trên giang hồ có động tĩnh gì không? Gần đây chuyện lớn nhất trên giang hồ có lẽ là Lý gia tiểu Lý Phi Đao đã tìm được một người con nữa. Chọn ngày tháng tốt tụ họp các môn phái võ lâm đón để chứng kiến nhật tổ quy tông. Nghe nói người con này là năm đó Lý Mạn Thanh sinh cùng thượng quan tiên của Kim Tiền Bang. Nguyệt Thần Cung ta ở ẩn bao năm nay cũng đã đến lúc lộ mặt trên giang hồ rồi. Nguyệt Thần xuất hiện, ai dám tranh phong? Khởi bẩm sư phụ, Đổi Nhi trở về rồi. Lúc nãy còn ở trên đại điện, biểu hiện rất tốt. Tạ sư phụ. Đổi Nhi bây giờ luôn muốn sớm tìm được kẻ thù, báo thù cho phụ mẫu. Mấy năm nay ta đã dạy ngươi làm sao? Mọi việc không thể gấp gáp. Dựa vào võ công của ngươi, là đối thủ của tiểu Lý Phi Đao sao? Sư phụ dạy phải. Đổi Nhi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện thêm. Thái Nguyệt, ngươi phải nhớ lấy, Lý Mạn Thanh đã giết phụ thân của ngươi, hại cho gia đình ngươi tan nát, biến ngươi thành cô nhi. Ngươi phải từ từ giày vò chúng, báo thù cho phụ mẫu của ngươi. Mối huyết hải thâm thù này, Thái Nguyệt mãi mãi không thể quên. Được. Nói xem lần này ngươi ra ngoài đã gặp những ai? Những chuyện gì? Lần này con gặp người của triều đình đang truy sát một đôi mẫu tử. Thông qua dò thám mới biết thì ra là người của Đông Xưởng. Bọn họ đang đi tìm bản đồ kho báu của Kim Tiền Bang. Người của Đông Xưởng cũng đang tìm sao? Vâng. Nói tiếp đi. Người mẹ đã bị sát hại rồi. Còn lại người con trai, bây giờ hắn đang lưu vong khắp nơi. Nhưng hình như hắn không hề biết manh mối của bản đồ kho báu. Còn nữa, chính là Thái Nguyệt đã làm theo lời dặn của sư phụ, đã giết Hoa Yêu Bán Chi Liên. Được. Vì sư cho người tiếp tục theo dõi tên tiểu tử đó, lấy được manh mối của bản đồ kho báu. Sư phụ, mấy năm nay sư phụ vẫn luôn điều tra manh mối của bản đồ kho báu, nhưng việc này đối với chúng ta rốt cuộc có tác dụng gì chứ? Đã nói bao nhiêu lần rồi, việc không nên hỏi thì đừng có hỏi. Vâng. Nội thương của ngươi hiện giờ sao rồi? Qua được thời gian này chỉ phát tác có một lần. Được. Ngươi phải nhớ, mỗi lần ngươi bị phát tác, công lực của ngươi sẽ mạnh hơn nữa. Tất cả những nỗi đau ngươi chịu bây giờ đều là người nhà của Lý gia đem lại cho ngươi. Đổi Nhi biết. Tất cả mọi nỗi đau bây giờ Đổi Nhi đã chịu, tương lai sẽ có một ngày bắt người Lý gia đền lại gấp bội. Những năm này, sư phụ luôn điều tra tung tích của bản đồ kho báu. Nhưng thứ này có ích gì với chúng ta chứ? Ta nói bao nhiêu lần rồi, những thứ không nên hỏi thì đừng hỏi. Vâng. Nội thương của con bây giờ thế nào rồi? Những ngày con ra ngoài, chỉ phát tác một lần. Được, con phải nhớ lấy. Mỗi lần phát tác, công lực của con sẽ tăng thêm một bậc. Những đau đớn mà con phải chịu bây giờ đều do người nhà họ Lý gây ra. Đổi Nhi biết. Những đau đớn mà Đổi Nhi phải chịu bây giờ, tương lai rồi sẽ có một ngày phải để người nhà họ Lý bù lại. Con lui xuống đi. Vâng.
Vừa rồi cô sử dụng kiếm pháp gì vậy? Trông đẹp lắm. Không được ăn nói linh tinh. Lần sau không được nhìn trộm ta luyện kiếm. Nếu không cẩn thận ta móc mắt ngươi đấy. Ta cũng không có cố ý đâu. Vừa rồi ta không cẩn thận. Ngươi còn nói nữa. Cô không sao chứ? Mẫu thân, người hãy yên tâm nghỉ ngơi. Con sẽ nghe lời của người. Con sẽ sống tiếp cho thật tốt. Làm sao mà cô lúc nào mặt cũng nghiêm nghị như vậy? Lúc nào cũng đanh mặt lại. Có phải cô có chuyện gì không vui không? Không liên quan đến ngươi. Làm người quan trọng nhất là phải vui vẻ. Cô xinh đẹp như vậy, không cười nhiều một chút thì đáng tiếc lắm. Ta không nói nữa. Mệt quá. Nơi này rộng lớn quá. Phải rồi, nơi này có phải là quan đệ của tiểu lý thám hoa phong lưu phóng khoáng Lý Tầm Hoan không? Còn nữa, võ lâm đệ nhất mỹ nhân Lâm Thi Âm có phải từng qua đây không? Vườn hoa này có phải tiểu lý thám hoa đích thân chăm sóc không? Phương cô nương, trước mặt cha ta xin đừng nhắc đến Lâm Thi Âm. Cha ta không thích nhắc đến người này đâu. Tại sao? Điều này ta cũng không biết. Công tử, công chúa mời ngài đến phòng người ngay lập tức. Được, ta đi ngay đây. Người sắp xếp cho vị phương cô nương này ở lại căn phòng phía đông. Vâng, phương cô nương, huynh cứ gọi ta là Khả Khả đi. Ta và ca ca huynh lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã của nhau. Nếu như huynh ấy đã dọn đến đây rồi, vậy nhất định sau này ta sẽ thường xuyên đến. Vậy huynh cứ gọi ta là Khả Khả, đừng gọi là cô nương này cô nương nọ, nghe như chúng ta có vẻ không thân thiết đâu. Được, Khả Khả. Vậy cô cứ ở lại, lát nữa ta đến tìm cô. Phương cô nương, mời qua bên này. Mẫu thân, con về rồi. Những gì ta nói với con quên hết rồi sao? Chỉ cần nhiệt chủng đó quay về, con sẽ không có địa vị trong nhà họ Lý nữa. Mẫu thân, con không nghĩ như vậy đâu. Con ở Sơn Thành cùng với đại ca con. Thời gian con ở cùng với Thượng Quan Hoại, huynh ấy rất trượng nghĩa, toàn thân toát lên chí khí hào hiệp. Trượng nghĩa, toàn thân toát lên chí khí hào hiệp. Đây chính là kết quả mà con có được khi trốn ra ngoài sao? Giang hồ hiểm ác, sao biết được trong lòng hắn nghĩ cái gì? Cho dù như vậy, con cũng không thấy huynh ấy có vẻ uy hiếp đến địa vị của con đâu. Con nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Sớm muộn gì con cũng bị hại chết bởi sự lạc quan mù quáng của mình. Mẫu thân, con không hiểu tại sao người lại hận Thượng Quan Hoại như vậy. Giữa người và cha và mẫu thân huynh ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện này con không cần quan tâm. Sau này con cũng đừng hỏi nữa. Con chỉ cần nhớ lấy, những gì ta làm bây giờ đều là vì con. Sao muội lại ở đây? Huynh chuyển đến một chỗ rộng lớn như vậy thì đã quên Hồ Bằng Cẩu Hữu như muội sao? Muội tự biết mình là Hồ Bằng Cẩu Hữu thì đừng có làm bẩn người ta. Đi đi, rời khỏi nơi này đi. Rời khỏi nơi này đi. Huynh có lương tâm không vậy? Muội đến đây là vì huynh đấy. Ta mặc kệ muội đến đây vì ai, tóm lại muội không thể ở lại đây. Đi thôi, mau lên. Đợi đã, tại sao chứ? Huynh muốn muội đi cũng phải cho muội một lời giải thích hợp lý chứ. Hơn nữa, muội từng ngàn dặm xa xôi đến đây tìm huynh mà, muốn nghe giải thích phải không? Tóm lại nơi này không phải là Sơn Thành. Ở kinh thành này muốn sống không hề dễ dàng đâu. Có biết không? Mau đi đi, đừng gây chuyện nữa. Thượng Quan Hoại huynh có thể ở lại thì muội cũng có thể. Ta nói cho muội biết, ta sẽ không ở đây luôn. Đợi ta làm rõ tất cả mọi việc, ta sẽ đi khỏi đây. Không sao cả.
Huynh ở đây đến lúc nào, muội sẽ ở đến lúc đó. Huynh đi lúc nào, muội đi lúc đó. Đại ca, cầu xin muội, ta có một việc phải làm, muội đi đi có được không? Đi đi có được không? Ta xin muội đấy. Muội ở đây đang yên ổn, sao lại phải đi chứ? Xin muội đấy, đừng có bám lấy ta nữa. Đại ca, Khả Khả. Thực ra, cô là bạn của ta, thì cứ ở lại nhà ta, không cần lo nghĩ những điều khác. Nghe thấy chưa? Muội ở lại đây, với tư cách là bạn của Lý Chính. Huynh đừng có tưởng bở đi. Huynh có thái độ gì vậy? Quay lại đây. Khả Khả, cho Huynh ấy một chút không gian riêng tư đi. Huynh ấy mới về nhà, còn chưa quen. Đợi sau này quen rồi, sẽ dần dần thay đổi thôi. Ta muốn nói đến thái độ của Huynh ấy với ta. Liên quan gì đến nhà Huynh đâu? Phỏ Mã. Công chúa, vi phu có thể nói chuyện riêng với nàng không? Lui đi. Vâng. Chuyện xưa như sương khói, đời người như giấc mộng. Vốn ta luôn cho rằng trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lòng công chúa đã sớm buông xuống rồi. Bổn công chúa có buông xuống hay không đều do chàng thôi. Công chúa, chỉ sợ nàng hiểu lầm ý của vi phu thôi. Nàng và ta đã ở tuổi bất hoặc, đã sớm đi qua tuổi thanh xuân rồi. Dù thế nào, thiện nhi cũng là cốt nhục của nhà họ Lý. Đón nó về không phải là vì người cũ. Nàng và ta đều đến tuổi này rồi, ta hy vọng đừng vì những thứ chuyện cũ như vậy mà tranh chấp nữa. Ta đâu phải không muốn đón nhận nó. Con cháu đầy nhà vui vầy bên phụ mẫu. Nhưng chỉ cần ta vừa nhìn thấy Thượng Quan Hoại, ta liền nhớ đến Thượng Quan Tiên, nhớ đến khi xưa. Chàng vì cứu cô ta mà khổ sở cầu xin ta. Chuyện này mong được công chúa giúp đỡ. Không phải ta không muốn giúp. Chuyện của Kim Tiền Bang, Phụ Hoàng sớm đã muốn tìm thời cơ giải quyết. Thượng Quan Tiên lại là bang chủ mới nhậm chức. Chuyện này vô cùng hệ trọng. Ta tuy là công chúa, nhưng cũng không tiện nhúng tay vào chuyện của triều đình. Công chúa, Thánh Thượng luôn vô cùng yêu thương nàng. Ta tin nếu như công chúa giúp đỡ, sự việc nhất định sẽ thành công. Tuy Mạn Thanh bất tài, nhưng chỉ cần công chúa cứu nàng ấy, ta nguyện vì công chúa lên núi đao xuống biển lửa. Xin công chúa hãy cứu nàng ấy. Dù có chết, chàng cũng không chịu lấy ta sao? Trong lòng chàng ta xấu xa như vậy sao? Công chúa là cành vàng lá ngọc, là ta không dám với cao, là ta không với đến Lý Phủ thì đúng hơn. Nếu như công chúa đồng ý, Mạn Thanh nguyện lấy công chúa. Đây chính là điều kiện để cứu cô ta sao? Được. Nếu đã như vậy, ta sẽ đánh cược hạnh phúc của mình, giúp chàng cứu cô ta. Chàng nặng tình như vậy, sau đó ta và chàng thành thân, nhưng ta biết trong lòng chàng vẫn có cô ta. Mỗi đêm đi ngủ, ta liền mơ thấy cô ta mang chàng đi, để lại một mình ta trong căn phòng trống vắng. Công chúa, bao nhiêu năm như vậy, nàng luôn... Sau đó nhiều năm qua đi,
ta thực sự có buông bỏ được đôi chút. Vốn dĩ ta tưởng rằng ta đã thực sự buông bỏ được, nhưng nhìn thấy Thượng Quan Hoại, nhìn thấy gương mặt của nó, đều từng khắc từng giờ nhắc nhở ta, chẳng lấy ta chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Chuyện gì ta cũng có thể đồng ý. Chỉ có chuyện này, trừ phi ta chết, chắc chắn ta sẽ không nhượng bộ. Công chúa, không cần nói nữa. Trong nhà họ Lý, có ta thì không có nó. Chàng không có lựa chọn khác. Công chúa, xin người bớt giận, đừng để hại đến sức khỏe. Thượng Quan Hoại và Lý Mạn Thanh sắp nhận nhau rồi. Sau khi nhận nhau, nhiệt chủng đó sẽ danh chính ngôn thuận thành người nhà họ Lý. Phải làm sao đây? Người đi nói với Cao Công Công, bảo hắn nghĩ cách đi. Vâng. Về bẩm với công chúa, nói rằng ta nhất định sẽ dốc hết sức. Vâng. Yêu cầu này cũng dám nói ra, coi đông sưởng ta là cái gì chứ. Công công bất giận, tuy rằng việc này mất sức mà không được gì, nhưng chưa chắc là việc không tốt. Nói như vậy, ngươi còn định nhân cơ hội Thượng Quan Hoại nhận tổ nhận tông giết hắn sao? Không phải. Chúng ta có thể nhân cơ hội này ngăn cản hắn và Lý Mạn Thanh cha con nhận nhau, cũng có thể từ đó phá hoại quan hệ phụ tử của bọn chúng. Nói tiếp đi. Mẫu thân, cha con là ai vậy? Bọn họ đều nói con là con hoang. Cha con chết rồi. Cho dù chết rồi nhưng nhất định phải có tên chứ. Sau này bọn họ sẽ không gọi con là con hoang nữa. Con sẽ nói với bọn họ con không phải là con hoang. Phụ thân con là ai? Ta chưa từng nói cho con biết. Ông ta chính là hậu nhân của tiểu Lý Phi Đao, Lý Mạn Thanh. Đại ca. Có quen không? Có gì mà quen hay không? Dù gì ta cũng chỉ là khách qua đường thôi. Chí ít đệ thật lòng coi huynh là đại ca của mình, cho nên đệ hy vọng huynh có thể an tâm mà ở lại đây. Huynh dù sao cũng đã về nhà rồi. Đệ hy vọng huynh có thể xem đây thật sự là nhà của huynh. Dù gì cũng là nhà. Với cha, còn mẹ đệ nữa. Đệ hy vọng đại ca, chí ít huynh cũng có sự tôn trọng. Bởi vì dù có thế nào họ cũng là trưởng bối. Việc này huynh muốn tránh cũng không tránh được. Mặc kệ trong lòng huynh có bao nhiêu uất ức, bất mãn, nhưng mà huynh là đại ca. Đệ hy vọng huynh có thể là một tấm gương tốt cho đệ đệ noi theo. Trước hết, đây không phải là nhà của ta. Thứ hai, ta hy vọng đệ sau này đừng gọi ta là đại ca nữa, có được không? Huynh muốn đi đâu? Chỗ này vô vị quá, ta ra ngoài đi dạo. Trên đường đi, các môn phái khác đều đang hướng về kinh thành. Xem ra mọi người đều vì con trai của Thượng Quan Tiên, cho nên chúng ta phải hành động cẩn thận hơn một chút nữa mới được. Tỷ tỷ có cao kiến gì không? Ta muốn ra đường đi dạo xem sao trước.
nghe ngóng chút tin tức, tùy cơ hành động. Được đấy, đây cũng là lần đầu muội tới kinh thành. Tiết Văn, bây giờ chúng ta phải cẩn thận hơn nữa. Nếu hai người chúng ta đi trên đường, ai mà biết đây là hai sát thủ của Nguyệt Thần Cung chứ? Muội đây. Cô coi cái này đẹp biết bao, đúng là cái gì cũng có. Sư tỷ, tỷ xem. Cây châm này đẹp quá đi. Tiểu thư, cô thích cái nào? Nếu thích cô có thể cài thử. Sư tỷ, tỷ mau tới coi đi sư tỷ. Sư huynh, huynh chắc chắn chỗ này có thể tìm được sư muội à? Ta cũng không chắc lắm, nhưng nếu người đó đúng thật là thượng quan Hoại, vậy có thể tìm ra được những gì liên quan đến sư muội. Vậy đi, chia nhau ra tìm. Vâng. Không thích sao? Tiểu thư, da cô trắng có thể thử cái này. Thượng quan Hoại cũng tới kinh thành rồi sao? Bánh bao đây. Nghe gì chưa? Chuyển nhân duy nhất của Kim Tiền Bang Thượng Quan Tiên còn có một đứa con trai, còn là con trai của Lý Mạn Thanh nữa. Sợ là Kim Tiền Bang sa sút kéo theo cả Lý Mạn Thanh đấy. Nhưng mà Thượng Quan Tiên này cũng không biết trời cao đất rộng gì cả. Một nữ nhi thô lỗ trong giang hồ mà lại có thể đánh đồng cùng công chúa Đức An, Kim Chi Ngọc Diệp như vậy. Nói đúng lắm. Nghe nói năm đó Thượng Quan Tiên vì trả thù Lý gia, cố ý dụ dỗ Lý Mạn Thanh, tám phần là muốn đạt được bí kíp tiểu Lý Phi Đao đó. Vậy sao? Vậy tại sao cuối cùng lại không lấy được? Chỉ sợ là công phu không đủ cao. Nếu đúng như những gì hai vị nhân huynh đây nói, vậy hậu nhân của Thượng Quan Tiên lại tới từ đâu chứ? Chỉ sợ là gian díu với người đàn ông khác đấy. Người nói gì đấy? Người kích động gì vậy? Không lẽ người là con riêng của Thượng Quan Tiên? Sư tỷ, muội và tỷ không tiện nhúng tay vào chuyện giang hồ. Sư tỷ quen với người đó sao? Ta không quen. Chúng ta đi. Nói, sư muội của ta đang ở đâu? Chỗ này của huynh đúng là lớn quá đi. Lý phủ của các huynh đúng là lớn quá rồi. Ngay cả mẹ của huynh, không phải là công chúa, cũng có biệt viện lớn như vậy. Cái này so với biệt phủ của công chúa có gì khác biệt chứ? Đâu có khoa trương như muội nói. Nhưng mà suy cho cùng đây là phủ công chúa. Nếu như không được triệu kiến, chỉ sợ ngay cả cha ta cũng không được vào đâu. Vậy mà cũng không phải là khoa trương à? Muội nghĩ tình cảm của cha mẹ huynh nhất định không tốt. Sao vậy? Bị muội nói trúng rồi à? Muội nói mà. Muốn gặp thê tử cũng phải được triệu kiến. Muội nghĩ tình cảm này cũng không được tốt đâu. Được rồi Khả Khả, đừng nói nữa. Mẹ. Dân nữ Phương Khả Khả thỉnh an công chúa. Chính nhi, vị cô nương này là... Mẹ, vị này là đại... Đây là bạn của con, Phương Khả Khả. Lần này đến kinh thành thăm hỏi, cho nên sẽ ở lại phủ vài ngày, nên cố ý đến thỉnh an mẹ. Không biết người có biết Thượng Quan Hoại đang... Sao huynh lại đẩy muội chứ? Muội chỉ đang hỏi tên khốn. Mẹ, dù gì bạn của con cũng đã đến thỉnh an người rồi, vậy con dẫn muội ấy đi khắp nơi tham quan. Muộn chút con sẽ lại đến thăm người. Nếu đã vậy thì con đi đi. Lúc nãy sao huynh lại không cho muội nói Thượng Quan Hoại đang ở đâu? Muội gấp gáp như vậy muốn nghe ngóng tin tức của người ta, lẽ nào muội đã thích người ta rồi sao? Quả nhiên không phải người một nhà thì không vào cùng nhà. Sao miệng của huynh đê tiện giống như Thượng Quan Hoại vậy? Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà. Có một câu là quân tử không động thủ trước. Muội bỏ tay ra đi. Muội cũng tặng cho huynh một câu, đừng nên chọc giận con gái hay tiểu nhân. Hôm nay muội nhất định phải xem miệng của huynh, coi mấy câu huynh nói là hợp từ đâu. Hai người đang làm gì vậy? Mẹ, bệ hạ. Không phải, công chúa đại nhân. Ta tuyệt đối không có nói miệng của Lý Chính, miệng đê tiện di truyền từ người. Miệng của người không đê tiện chút nào cả. Lý Chính cũng không phải người sinh đâu. Người nói cái gì? Không,
Ta không có ý này. Ta muốn nói người với Lý Chính một chút cũng không giống, hồi ngồi như huynh ấy. Còn người phong vận nhu toàn, thủy tính dương hoa. Sao ta lại nói sai nữa vậy? Ta không phải cố ý đâu. Ngươi, Lý Chính, đây là người bạn mà con dẫn vào phủ sao? Đầu ra đạo lý như vậy chứ. Mẹ, nghe nói bà ta ức hiếp thượng quan Hoại và mẹ của hắn. Vậy lúc nãy ta cũng coi như báo thù dùng thượng quan Hoại rồi. Đồ xấu xa, ngươi đợi dịp báo đáp ta đi. Rốt cuộc muội có biết nói chuyện không vậy? Bình thường ta thấy muội miệng lưỡi lanh lợi, sao bây giờ lại đánh đá như vậy? Muội đi đâu? Bổn cô nương muốn đi vài vòng Lý phủ để tìm tên xấu xa đó. Muội đáng sợ thật, tự mình đi tìm phiền phức rồi. Huynh nói cái gì? Ta không nói gì cả. Huynh, đại ca, cuối cùng huynh cũng về rồi. Vết thương của huynh là sao vậy? Đi, để đưa huynh đến dược phòng. Chuyện của ta không cần các người lo. Còn không đi? Kinh thành này tốt thật, cái gì cũng là tốt nhất. Muội cảm thấy bánh quế của họ cũng ngon hơn là bánh do mình làm. Ngon quá đi. Ăn một miếng đi. Sư tỷ sao vậy? Cả đoạn đường tỷ cứ thất thần như vậy. Có phải lúc nãy trên đường phát hiện ra chuyện gì không? Không có gì. Ta chỉ là đang nghĩ, bây giờ các môn phái tập trung ở đây, ngoài mặt đều là đến tham gia yến tiệc của Lý phủ, nhưng mà sự thật họ cũng đều vì tàng bảo đồ mà tới. Vậy sư tỷ thấy sao? Chuyện này đúng thật là vô cùng khó khăn. Nếu như chúng ta không cẩn thận, vậy thì kế hoạch sẽ hỏng hết. Nên cẩn trọng hơn mới được. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Ta đã nói rồi, chuyện của ta không cần các người lo, ra ngoài đi. Trước khi huynh từ chối người khác, huynh cũng nên hỏi rõ người ta đến để làm gì chứ. Để mang thuốc đến cho huynh. Nào. Được rồi, bỏ thuốc xuống đi, để ta tự làm. Vậy đại ca, nếu còn cần gì cứ gọi đệ là được. Đồ xấu xa, đồ xấu xa. Huynh sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Ta không sao, đánh nhau mà thôi. Kỳ lạ, mới mấy ngày không gặp sao huynh lại ra nông nỗi này rồi. Mặc long bào cũng không giống thái tử, còn quạ dưới đất cũng không biến thành phượng hoàng được đâu. Muội nói chuyện với huynh đấy. Muội nói chuyện với huynh đấy, huynh có nghe thấy không? Kỳ lạ, trước kia huynh không như vậy. Nếu có người làm hại huynh hoặc làm gì huynh, chắc chắn huynh sẽ báo thù. Sao bây giờ huynh lại thành ra như vậy? Huynh như vậy sao báo thù cho mẹ được? Ta biết ta vô dụng, không cần muội nhắc nhở. Nói phải lắm, ta không thể báo thù thay mẹ, ta cũng không có cách nào. Không chỉ vậy, khi mẹ ta còn sống, ta cũng không thể để mẹ sống những ngày tháng tươi đẹp. Khi mẹ chết, đến quan tài cũng không chuẩn bị tốt cho mẹ được. Ta biết ta rất vô dụng, ta là người vô dụng nhất trên đời. Như vậy đủ chưa? Huynh hiểu nhầm rồi. Muội không có ý đó đâu. Ý muội là huynh đã về nhà rồi. Nếu bây giờ huynh học được tiểu lý phi đao, vậy thì huynh có thể báo thù thay mẹ huynh.
đúng không? Nếu ta đã hết hy vọng luyện thành tuyệt kỹ phi đao, đại ca có thể tiếp tục tuyệt kỹ phi đao cũng là tốt. Nào nào, đói bụng quá, mọi người ngồi xuống ăn cơm đi. Nào nào, Thiện Nhi, con ngồi cạnh ta. Nào, ngồi đi. Chính Nhi, Thượng Quan Hoại là khách, lẽ ra nên ngồi cùng với cha con. Con ngồi bên cạnh mẹ đi. Nào, đừng. Đây là vị trí của đệ, mời ngồi. Đại ca, mẹ đệ nói chí phải. Đại ca lớn hơn đệ, cộng thêm đã lâu chưa về nhà, ngồi cạnh cha là đương nhiên. Nào đại ca, huynh ngồi đi. Nào nào nào, ngồi hết đi. Khả khả ngồi đi, mọi người đều là người một nhà, hà tất phải phân biệt như vậy. Chúng ta ngồi xuống ăn cơm đi. Thật ngại quá. Mẹ, đại ca vừa về nhà, vẫn chưa thích ứng được với cuộc sống ở phủ. Đợi sau này quen rồi, tự khắc sẽ tốt thôi. Con ăn cơm của con đi. Không ngờ mẹ cậu lại dạy cậu phép tắc như vậy. Cái gọi là sinh ra mà không dạy dỗ là lỗi của cha, đừng đổ lên người mẹ ta. Phỏ mã dạy cậu ta phép tắc xong rồi hãng mời ta đến. Không ăn nữa sao? Mẹ, thực ra huynh ấy cố ý làm cho người nhìn. Đối với huynh ấy cũng không muốn ở trong Lý Phủ đâu. Tạm thời không nói đến hắn. Rốt cuộc con có chuyện gì vậy? Sao cứ nói đỡ cho hắn? Mẹ, mẹ bình tĩnh nghĩ mà xem. Con làm vậy đều là vì tốt cho mọi người. Thượng Quan Hoại phiêu bạt bên ngoài bao nhiêu năm, cuối cùng bây giờ cũng về đến Lý gia. Cha đương nhiên thuận theo huynh ấy. Cho dù huynh ấy có phạm lỗi gì, cha cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Hà tất người phải làm khó cha? Đã để người khác trèo lên tận cổ rồi, ta đường đường là công chúa một nước, lại còn phải chịu ấm ức như vậy. Tiểu nhiệt chủng này, vốn định tha cho một lần, xem ra không giữ lại được rồi. Mẹ, mẹ thật sự không cần tức giận như vậy đâu. Con thật sự không muốn nhìn thấy vì chút chuyện nhỏ này mà tổn thương tình cảm với cha đâu. Càng không hy vọng một mái nhà yên lành của chúng ta mỗi ngày cứ tranh cãi mãi như vậy. Chính Nhi, con quá lương thiện rồi. Đồ xấu xa, huynh không tệ. Thái độ bà nãy với công chúa thực sự quá tuyệt đấy. Rốt cuộc thì khi nào muội đi vậy? Đây không phải chỗ tốt đẹp gì, muội mau về nhà đi. Bổn cô nương khó khăn lắm mới ra được, không dễ dàng gì quay về vậy đâu. Hơn nữa bây giờ huynh không quản được muội, bây giờ là Lý Chính chống lưng cho muội. Con người muội sao lại phiền phức như vậy? Nơi này rất nguy hiểm, muội có biết không? Không có nguy hiểm đâu. Phương cô nương, cô cứ yên tâm ở đây chơi đi. Nếu cô đã là bạn của Thiện Nhi, cũng là bạn của Lý gia bọn ta, sẽ không ai làm khó cô cả. Ngày mai ta sẽ bảo Chính Nhi đưa cô đi khắp nơi dạo quanh, cũng trải nghiệm một chút phong thổ nhân tình ở kinh thành bọn ta. Cảm ơn Lý đại hiệp. Thật ngại quá, ta có vài lời muốn nói riêng với Thiện Nhi. Vậy Lý đại hiệp cứ tự nhiên, ta đi tìm Lý Chính chơi đây. Thiện Nhi, ta là Thượng Quan Hoại. Vết thương trên người con còn đau không? So với cái chết oan uổng của mẹ ta, vết thương nhỏ này có đáng gì đâu. Bây giờ ta sẽ đem tuyệt kỹ phi đao của Lý gia truyền thụ cho con. Chỉ cần sau khi con học được phi đao, con có thể bảo vệ bất cứ người nào con muốn bảo vệ. Không hứng thú. Ta biết con sẽ không thừa nhận cha nhanh như vậy,
Nhưng rốt cuộc con vẫn là huyết thống của Lý gia ta. Mấy tâm pháp này là ta sao chép lại, còn phải xem cho kỹ. Đồ xấu xa, chỉ cần huynh học được phi đao, chẳng phải có thể báo thù thay cho mẹ huynh rồi sao? Trời mọc đằng tây sao? Còn sầu lười thượng quan Hoại lại luyện công ở đây từ sáng sớm tinh mơ. Có phải huynh bị bệnh rồi không? Muội mới có bệnh ấy. Đừng làm phiền ta luyện công, tránh ra đi. Này, này cái gì? Tránh ra. Đi đi, đại ca. Vừa hay đệ cũng đã lâu không luyện công, chi bằng đệ mài giũa cùng với huynh. Đúng vậy, huynh cũng luyện lâu như vậy rồi, muội muốn xem huynh có tiến bộ không? Không phải, cái này... Không phải huynh... Sợ chứ? Ai sợ ai? Đánh thì đánh. Nhưng nói trước, quyền cước vô hạ, đánh chúng là dừng. Vẫn mong đại ca nhường cho. Cũng được mà. Chúc mừng thiếu chủ, hai vị công tử đều là long phượng nhân gian, huỳnh hữu đệ cung, có ngày ắt thành tài. Mong có thể như lời thiết thúc nói. Đúng rồi, hai hôm nữa chính là ngày thiện nhi nhận tổ tiên, ta muốn đến từ đường xem trước đã. Được. Thái Nguyệt, nhớ kỹ, tất cả những người của gia tộc họ Lý đều là người hại cả nhà con. Nhất định phải giết hết những người của gia tộc họ Lý cho ta. Thiếu chủ, chỗ ta đã chuẩn bị gần xong rồi. Hai hôm nữa,
chính là ngày Thiện Nhi về Lý Phủ, nhận tổ quy tông. Chỉ đáng tiếc, Tiên Nhi không còn nữa. Một thời gian nữa, ta định đón linh vị của Tiên Nhi về tử đường của Lý gia ta. Sợ rằng công chúa sẽ không đồng ý đâu. Thiếu chủ cẩn thận,